Xin chào các bạn, cùng phim review đã quay trở lại rồi đây. Đậu Phúc ở trên núi luyện phép một mình, nội công chưa tới bến nên nâng tảng đá lên được 5 phân rồi tắt nắng. Nâng không được rồi trách Thiên Tôn nhỏ mọn không support con cháu từ xa. Nghe tiếng người đến nên Đậu Phúc bày trò hù anh em Đậu Thọ chơi. Đậu Thọ giật mình đứng hình, nhát gan vậy không biết sao mà đắc đạo thành tiên được. Sau đó tỉnh lại thì như con bướm bay 500 vòng, tưởng anh điên thật thì vô cùng lo lắng, không ngờ Đậu Thọ chỉ giả vờ. Đậu Phúc tức cái mình vung kiếm cho Đậu Thọ một phát. Đậu Thọ nói Đậu Phúc đã tu tiên nhiều năm như vậy mà vẫn bị lừa như kẻ ngốc. Mấy năm nay người dân trong Đậu tộc tu luyện thành tiên không phát điên thì cũng mất tích. Bây giờ người trong trấn đều nghĩ chuyện Lưu An tu luyện thành tiên có khi là bịa đặt. Dù đã tận mắt chứng kiến cảnh ông đắc đạo nhưng từ đó trở đi không ai thấy Lưu An xuất hiện thêm lần nào nữa. Đậu Thọ bị mẹ nói quá nhiều nên bây giờ nản chí cũng chẳng muốn tập nữa, cho dù Đậu Phúc có thuyết phục thế nào. Đậu Thọ để lại cây kiếm, hứa với Đậu Phúc kể cả khi cậu hóa điên thì hai người vẫn mãi là anh em, chỉ cần Đậu Phúc không mất tích là được. Cảm động rớt nước mắt, Đậu Thọ đi rồi nhưng vẫn núp một góc giòm Đậu Phúc, không để ý bị bàn tay đen xì nào bắt đi. Công có Đậu Thọ bây giờ trong trấn Đậu Phụ chỉ còn một mình Đậu Phúc. Ngày xưa Lưu An là một vị Hoài Nam Vương sống ở núi Đậu Phụ tu luyện tiên thuật. Một ngày trên trời xuất hiện một hòn đá kỳ lạ rơi xuống chỗ ông, Lưu An biến nó thành lò luyện tiên đan, ông thu thập mọi loại đậu và ném chúng vào đó. Một ngày nọ những hạt đậu hóa thành người và chúng trở thành đậu tộc bái Lưu An làm sư phụ. Một lần nọ ông vô tình phát minh ra đậu phụ và lưu truyền nó khắp nơi, Lưu An truyền thụ lại những điều đã học về tiên thuật cho đậu tộc. Đậu tộc theo chân Lưu An kiên trì tu luyện trong nhiều năm mới có thể nắm được. Đậu Phúc lúc đó vẫn còn nhỏ, biến ra đám mây nhưng không đứng lên được nên té sấp mặt rồi nằm đó khóc ăn vạ. Đậu Phúc nghĩ mình không thích hợp để tu tiên, nhưng Lưu An đã dạy cậu chỉ cần kiên trì tin vào chính mình thì có thể tu luyện thành tiên. Nhiều năm sau Lưu An đắc đạo thăng thiên thành tiên, đậu tộc tiếp tục tu luyện nhưng không có ai có thể đắc đạo thành tiên nữa. Có người còn hóa điên, có người còn mất tích, mọi người cũng từ từ rời đi và cuối cùng chỉ còn Đậu Phúc một mình luyện tập. Đậu tộc thất vọng từ bỏ việc tu tiên, lấy nghề làm đậu phụ kiếm sống và lập lên trấn đậu phụ dưới chân núi. Đậu Phúc về nhà nhìn sách và luyện tập bộ môn đi xuyên tường thần trưởng, nhưng cũng không làm nên cơm cháo gì. Nhìn thấy bàn thờ Lưu An nguội lạnh, Đậu Phúc liền thắp cho sư phụ cả một bó nhang, khiến mặt Lưu An cháy thành than luôn, thắp vừa thắp quá nó ô dề. Sau đó Đậu Phúc khoác kiếm đi luyện tập tiếp, vừa bước chân ra ngoài đã bị Nguyên thao nước vào người. Nhưng Đậu Phúc vẫn luôn lạc quan đề nghị giúp mọi người làm việc bằng tiên thuật, nhưng ai cũng xua đuổi cậu, đuổi không được mọi người chạy luôn. Đậu Hương vừa làm xong mẻ đậu phụ, nhìn xuống đường thấy đám con nít đang chế nhạo Đậu Phúc lười biếng nên mới đi luyện tiên thuật. Trong trấn lại có người vừa mất tích, nghe nói ai luyện tiên thuật sẽ bị quái vật màu đen ăn thịt, nên người người nhà nhà không cho người thân mình luyện tiên thuật nữa. Đậu Hương nhìn anh người yêu mình vậy thì thấy thương, liền đem mẻ đậu phụ mới làm đi gặp Đậu Phúc. Đậu Phúc đi ngoài đường bị người ta chế nhạo cũng không quan tâm. Đậu Hương kéo Đậu Phúc vào một góc kiểm tra một hồi thì thấy tự hào anh người yêu mình luyện tiên thuật lâu như vậy vẫn chưa phát điên. Sau đó cho Đậu Phúc một miếng đậu phụ, nó dở dữ lắm mà Đậu Phúc không dám thể hiện ra ngoài. Ăn xong mới thấy trên chiếc que khắc chữ muốn thấy tương lai thì lấy sử làm gương. Đậu Hương nhớ mình không khắc chữ này mà tự nhiên nó xuất hiện. Chiếc que tiếp theo là Đậu Hương cố ý khắc để nhắc Đậu Phúc cưới mình sớm sớm. Đang tình thương mến thương thì cha Đậu Hương là quan trong trấn đi ngang, Đậu Hương liền tạm biệt Đậu Phúc chạy về nhà. Đậu Phúc nhìn dòng chữ trên chiếc que nên tìm đến Đậu Sử quán, sợ bị phát hiện nên cosplay thành xác ướp để trèo vào trong. Do cái tật ăn nhiều nên cái kết bị Nguyên cánh cửa rớt ngay mặt. Đang do thám xung quanh thì nhìn thấy có tên nào đang ăn cắp cái lò luyện đan, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm trò này. Đậu Phúc muốn chặn tên ăn cắp lại thì đồng bọn của hắn thổi tắt nến, khiến cả hai không nhìn thấy nhau đành mò mẫm trong bóng tối. Sau đó hai đứa phát hiện ra nhau bằng cú chạm mông nghiền ra chiêu solo. Đậu Phúc không phải dạng vừa mà tên đậu đen kia cũng là kiểu dạng rộng ra. Đậu Phúc tung cú đá khiến tên đậu đen té vào tủ, hắn liền lợi dụng ném đồ vào cậu khiến cậu Phúc đỡ không kịp, nhưng đột nhiên xuất hiện hiện tượng lạ khiến tên đậu đen bỏ chạy. Đậu Phúc đuổi theo thì bị quân lính phát hiện, Đậu Phúc liền nói họ đuổi theo đám đậu đen thì cha Đậu Hương trấn trưởng xuất hiện. Bình thường Đậu Phúc luyện tiên thuật ông đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nay còn cả gan trộm cả lò luyện đan thì mày tới số rồi con trai. Trấn trưởng sai quân lính đưa Đậu Phúc lên núi mặc kệ cậu luôn miệng kêu oan. Đậu Hương cũng ra nói đỡ nhưng trấn trưởng vẫn kiên quyết phạt Đậu Phúc, chỉ cần Đậu Phúc từ bỏ tiên thuật thì ông sẽ thả cậu ra. Hai tên lính trói Đậu Phúc như trói heo rồi đưa cậu lên núi, lúc cần thì ném Đậu Phúc ra làm cầu để đi qua. Tới nơi hai tên lính còn review cho Đậu Phúc nghe chỗ này vô cùng đáng sợ, những đậu nào đã lên đây đều không thấy trở về. Trời đất tối om sấm chớp đùng đùng, hai tên lính lại sợ không dám mở cửa nên cãi nhau rồi quay qua đấm nhau. Đột nhiên cửa mở ra, một lão nương xuất hiện khiến hai ông trẻ sợ teo rồi tự lăn xuống núi. Bà ta giơ dao tưởng làm gỏi luôn Đậu Phúc, nhưng hóa ra chém dây cởi trói cho cậu. Sau đó dẫn Đậu Phúc đi, ra lệnh cho cậu ở đây không được luyện tập, nhắc đến và nghĩ đến tiên thuật. Sau đó bà ta đưa Đậu Phúc vào căn phòng và khóa lại. Cậu mày mò khắp nơi, và nhìn thấy ông già y như trong sách dạy tiên thuật liền bái lại. Ông ấy tự nhận mình thần kinh đại tiên khiến Đậu Phúc nở hoa trong tim.
Lão Nương quay lại đưa bộ đồ tù cho Đậu Phúc thì ông ta liền lao lao chùi chùi, sau đó lại tiết lộ thân phận mình cho Đậu Phúc biết. Đậu Phúc liền quỳ lại xin Đại Tiên chỉ dạy mình. Nhìn thấy Đậu Phúc có tuệ căn có duyên với tiên pháp nên thần kinh Đại Tiên cũng chấp nhận chỉ cậu vài chiêu. Ông giơ cây phất trần khói bay mịt mù và biến mất. Nhìn ảo ma Canada vậy thôi chứ thực ra ông rớt đài nằm dưới sàn. Để lấy lại hình ảnh, Đại Tiên liền sâu cho Đậu Phúc thấy mình có thể biến nước nóng thành nước lạnh, còn biết cả thuật giao tiếp với hoa quả. Muốn nhận được tiên thuật thì bản thân phải chịu đựng nỗi đau thân gần hoán cốt, thì từ nay về sau cậu phải làm hết việc nặng nhọc ở đây, có đồ ngon cũng phải nhường thần kinh Đại Tiên ăn trước. Đậu Phúc chấp nhận hết, Đại Tiên liền vận khí chỉ dạy Đậu Phúc thì một giây sau lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau lão nương canh mấy ông phạm nhân lao động, nhìn thấy thần kinh Đại Tiên giòm giòm mình liền chửi luôn góc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đậu Phúc nhìn mấy vị huynh đài xung quanh mình đầu óc không bình thường. Đại Tiên liền an ủi cậu mà nhìn thấy họ không bình thường tức là cậu bình thường. Có thanh niên lấy đá gọi điện cho người yêu, còn selfie với cả Đậu Phúc, đi ngang nhìn thấy viên đá khác đẹp hơn liền ném luôn viên đá cũ, sau đó gọi điện cho người yêu mới. Đậu Phúc vẫn tin thần kinh đại sư, hỏi quang cảnh trên tiên giới có đẹp không, nhưng ông cũng nói thần tiên trên đó đều đen thui. Sau đó quay sang chỉ Đậu Phúc thuật xuyên tường, chỉ cần xuyên qua được bức tường này sẽ được thăng thành tiên. Có ông trẻ nào nghe được liền đi ra, nói dẫn Đậu Phúc đi con đường tắt để tới nơi ở của thần tiên. Đậu Phúc đi theo hai đứa chạy vòng vòng gốc cây mấy trăm vòng, sau đó ông trẻ quay xe kêu cứu vì có đứa điên nào cứ chạy theo mình. Thần kinh Đại Tiên liền dẫn Đậu Phúc ra hồ nước luyện tập Nguyệt Thiên Linh Cái. Đậu Phúc luyện tập sáng đêm tối ngày đủ thứ chướng ngại vật. Tối đến thấy thần kinh đại sư cầm quả táo trên tay đứng bất động, Đậu Phúc tưởng ổng đang ngộ đạo. Người và trời hợp nhất chỉ dùng một quả táo mà tường tận toàn vũ trụ. Bớt ô dề lại đi ông trẻ ơi, thần kinh đại sư đắp luôn quả táo rồi bỏ đi. Đậu Phúc liền nghe lời Đại Tiên nghĩ nhiều thuật nhắm mắt tịnh tâm, từ đó luyện tập tiên thuật cũng tốt hơn. Đậu Phúc nhanh chóng luyện thành công những chiêu mà trước đó hỏng hoài. Thần kinh Đại Tiên muốn cậu lấy quả táo ở trên đỉnh tháp ở bên kia con sông cho mình. Đậu Phúc liền lao thẳng xuống sông, sau đó nhờ nước nâng mình lên đỉnh, rồi biến ra từng bậc thang để đến được đỉnh tháp lấy quả táo xuống. Thần kinh đại sư nhìn màn thể hiện của Đậu Phúc vừa rồi rất hài lòng, nói cậu chỉ cần chờ đến thời điểm để phi thăng thành tiên. Trong khi Đậu Phúc và thần kinh Đại Tiên đang ăn mì, thì lão nương báo Đậu Phúc có người tới thăm, không chú ý nên hai người lỡ chung sợi mì rồi hôn nhau trước mặt Đậu Hương mém xỉu. Đậu Hương nhìn người yêu mình gầy đi thì đau lòng, nhưng Đậu Phúc vẫn hưng phấn nói mình sắp đắc đạo thành tiên rồi, nhờ ơn trấn trưởng gia mình ở đây mà mình gặp được bạn tình chất lượng. Đậu Phúc giới thiệu thần kinh Đại Tiên với Đậu Hương, nhìn hai người cùng làm khùng làm điên khiến Đậu Hương vô cùng thất vọng. Cô năn nỉ Đậu Phúc chỉ cần từ bỏ tu tiên thì có thể quay về trấn Đậu Phụ cùng mình, nhưng Đậu Phúc vẫn kiên quyết nghe lời Lưu An khiến Đậu Hương khóc lóc bỏ đi. Thần kinh Đại Tiên an ủi Đậu Phúc nói rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu thăng thiên thành tiên, Đậu Phúc phải đến Hoài Nam Vương phủ trên đỉnh núi Đậu Phụ phi thăng thành tiên. Chỉ có một cách để trốn ra ngoài chính là xuyên tường. Thần kinh đại sư quay Đậu Phúc mòng mòng để cậu lấy đà phi ra ngoài, có điều chỉ có cái thân ra chứ quần áo thì ở lại. Lão nương nghe thấy tiếng ồn liền vào mắng. Thần kinh Đại Tiên vui mừng vì Đậu Phúc thành công nên chạy tới hôn môi cửa rút. Đậu Hương nhìn thấy Đậu Phúc trốn đi liền lo lắng, cuối cùng quyết định đi cùng người yêu cho bớt lo. Sau khi cosplay thành công, Đậu Hương bám theo Đậu Phúc lên đỉnh Đậu Phụ. Đậu Phúc đã biết có người đi theo liền dàn cảnh chặn đường. Khi biết chỉ là một bà lão cũng đi lên núi thì cậu không giấu giếm, quay việc chỉ cần mình lên được Hoài Nam Vương phủ có thể đắc đạo thành tiên. Hai người đi đến một bờ suối nước chảy xiết, Đậu Phúc liền thi triển phép thuật nâng nước lên cao mở đường cho mình đi qua. Đậu Hương giật mình vừa đi vừa nhìn khung cảnh dưới nước, còn tốt bụng nhặt con cá cho lại vào dòng nước, mà không ngờ có con cá lớn đi qua sơi luôn con cá. Đậu Phúc nhìn nước nhỏ tòng tòng xuống đầu, liền biết tiên thuật sắp hết hạn sử dụng, liền kéo tay Đậu Hương chạy đi, con suối trở lại như cũ. Hai người lại tiếp tục đi đến một vách núi, Đậu Phúc lại biến mây thành cây cầu cho mình qua được bên kia, còn giả bộ rơi xuống để Đậu Hương lo lắng thọc gậy xuống tìm. Sau đó Đậu Phúc ngóc đầu lên liền bị ăn một gậy. Đậu Phúc cõng Đậu Hương qua cầu khiến cô lại càng si mê anh người yêu. Đi hoài đi mãi hai người cũng dừng lại nghỉ chân. Đậu Hương bóc quýt cho Đậu Phúc ăn nhưng Đậu Phúc không ăn được, cậu nhớ đến món đậu phụ dở tệ của Đậu Hương ở nhà, nhưng giờ muốn ăn cũng không được. Đậu Phúc chờ mình thăng thành tiên rồi sẽ về nhà, dùng tiên thuật của mình giúp Đậu Hương làm món đậu phụ ngon nhất thế giới. Đậu Hương nghe xong cảm động rớt nước mắt. Cuối cùng hai người cũng đến được Hoài Nam Vương phủ. Đậu Phúc nhanh chóng chạy vào trong, nhìn cảnh vật xung quanh nhớ lại lúc Lưu An còn ở đây chỉ dạy mọi người luyện tiên thuật. Đậu Phúc chạy đến nơi mà năm đó Lưu An phi thăng thành tiên, ở trên trời xuất hiện 7 ngôi sao thẳng hàng như thần kinh Đại Tiên từng nói. Đậu Phúc xin Lưu An cho mình một dấu hiệu thì trên trời xuất hiện vệt sáng chiếu xuống Đậu Phúc, sau đó còn có tòa sen đáp xuống đưa Đậu Phúc lên trời.
Đậu Phúc nhìn xung quanh toàn khói trắng còn thấy cả Lưu An trước mặt, cậu muốn chạy đến chỗ sư phụ nhưng bị một bức màn tàng hình chặn lại. Bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại, Đậu Phúc lại còn tưởng thần tiên màu đen xuất hiện như thần kinh đại tiên nói. Phim đang cổ trang tự nhiên biến thành viễn tưởng, xung quanh những thanh niên đậu đen khác hô to hey Ider. Ông chủ đậu đen bấm nút cho lò luyện đan xuất hiện, thực chất lò luyện đan là một khối đá năng lượng. Ngày xưa tộc đậu đen của hắn bị đuổi khỏi hành tinh đậu, nên đi tìm tàu vũ trụ để thu thập đá năng lượng, nhưng xui thay lúc đi ngang qua trái đất thì đánh rơi đá năng lượng. Lưu An tưởng là quà do thần tiên ban nên lượm luôn, còn tưởng đó là tiên thuật. Đậu Phúc thất vọng cho rằng thực chất không có tiên thuật như mọi người nói, nhưng Lưu An vẫn tin là do bản thân mình chưa ngộ ra thôi. Ông chủ đậu đen thấy Lưu An lải nhải tiên thuật mãi, cứ cho rằng tiên thuật có thật, không phải là công nghệ hiện đại của tộc đậu đen nên tắt đài ổng luôn. Đậu Phúc thấy Lưu An vẫn chưa thành thần tiên không biết bây giờ nên tin vào điều gì. Đậu Hương cũng bị bắt lên thuyền, tưởng Đậu Phúc đã đắc đạo thành tiên rồi ai dè bị nhốt vào đây. Ông chủ đậu đen khởi động lò luyện đan, bùm chiếu vào người Đậu Hương hút sạch năng lượng khiến cô biến thành hạt đậu. Đậu Phúc tức giận phá tan cái lồng khiến ông chủ hơi giật mình, sau đó lấy nguyên con robot ngự chẳng ra solo với Đậu Phúc. Ban đầu Đậu Phúc chỉ biết né đòn, sau đó mới vung ra vài chiêu liền bị đậu đen bắt được, chế nhạo tiên thuật Shopee hay Lazada mà cùi bắp vậy bà. Đậu Phúc cố gắng bò tới chỗ Đậu Hương, sau đó cũng bị đậu đen bùm chiếu hút năng lượng biến thành hai hạt đậu nằm kế nhau. Đậu đen ném luôn vào lò luyện đan. Sau khi có được nguồn năng lượng, đậu đen ra quân hủy diệt chấn đậu phụ. Đoàn quân đi đến đâu bắn phá đến đó, người bị hút năng lượng càng nhiều. Bên trong lò luyện đan Đậu Phúc nhớ về quá khứ, từ lúc luyện tập đến khi bị bắt, cả tượng đài Lưu An trong lòng nay cũng sụp đổ. Đột nhiên Đậu Hương xuất hiện, đưa cho Đậu Phúc chiếc que có câu muốn biết tương lai lấy sử làm vương. Đậu Phúc ôm lấy Đậu Hương khóc lóc hu hu, giờ mới thừa nhận tiên thuật là hàng phách. Nhưng Đậu Hương vẫn công nhận sự cố gắng của Đậu Phúc là thật, dặn Đậu Phúc đừng quên lời hứa của mình, sau đó biến thành những cánh hoa rồi tan biến. Sau đó hạt đậu của Đậu Phúc này mầm và mọc ra hoa, giải thoát Đậu Phúc khỏi lò luyện đan. Đậu đen chợt thấy hiện tượng lạ, ra lệnh cho đám quân lính cầm vũ khí xông lên bắt Đậu Phúc. Đậu Phúc phi thân lách qua đám vũ khí, tay không uýnh lộn với đám đậu đen. Hết đám dùng thương gục đến đám súng laser ra tiếp chiêu, Đậu Phúc lấy kiếm ra tuyên bố rén rồi thì nói đi cưng. Cuối cùng ông trùm cũng phải ra tay, Đậu Phúc né tới đâu chém tới đó khiến con robot cũng rớt đài, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Ông trùm liền vực con robot dậy đuổi theo Đậu Phúc, Đậu Phúc liền đi một đường quyền hất tung con robot, còn phá luôn đường truyền của lò luyện đan khiến nó tắt điện. Không còn năng lượng cung ứng đứa nào cũng yếu xìu, con robot còn không còn sức đạp Đậu Phúc. Nhân cơ hội Đậu Phúc đẩy con robot ra ngoài thay đổi map trận đấu, ra map mới đậu đen có lợi thế hẳn trả lại hành cho Đậu Phúc. Đậu Phúc liền bay lên trời để đậu đen đuổi theo mình, sau đó né súng không trượt phát nào. Đậu đen mất dấu Đậu Phúc nên bắn tùm lum. Đậu Phúc nhìn thấy 7 ngôi sao thẳng hàng như lời thần kinh đại tiên nói, liền đưa kiếm lên nhận tín hiệu từ vũ trụ. Đậu đen nhìn thấy vận dụng hết nội công phóng laser về phía Đậu Phúc. Đậu Phúc giờ đây đã lĩnh ngộ được tiên thuật, phóng một phát xuyên qua robot khiến nó nổ tung. Sau đó Đậu Phúc cũng hết hơi rơi xuống dưới. Phi thuyền của tộc đậu đen tự hủy, Đậu Phúc quay lại cứu Lưu An. Lò luyện đan lắc ping 999 nên lắc lắc bắn khắp nơi, Đậu Phúc làm khiên bảo vệ hai người khiến con tàu nổ tung. Nhìn chấn đậu phụ tương tàn, Lưu An liền thi triển tiên thuật khởi động lại lò luyện đan. Đậu Phúc cũng giúp một tay gấp đôi canxi và vạn vật trở lại như cũ. Xong chuyện Lưu An và Đậu Phúc được đắc đạo thành tiên, nhưng Đậu Phúc không thấy Đậu Hương quay lại. Lưu An mới nói vì Đậu Hương đã đem tính mạng mình đổi cho Đậu Phúc, sống chết đều có số, bây giờ vẫn chưa đến lúc Đậu Hương trở lại trần gian. Mỗi người đều có đạo của riêng mình, không quên trái tim chân thật. Đậu Phúc nghe xong liền lại Lưu An và quyết định ở lại chấn đậu phụ không thành tiên nữa. Làm đậu phụ luyện tiên thuật cũng là đạo, chấn đậu phụ trở lại cuộc sống cũ. Đậu Phúc dùng tiên thuật của mình để làm đậu phụ và phát bán cho mọi người, vì an toàn vệ sinh thực phẩm không dùng tay bốc đậu phụ, mà thi triển tiên thuật luôn cho VIP. Bán từ sáng đến tối mới đóng cửa. Mỗi ngày Đậu Phúc đều tưới nước cho Đậu Hương, tin rằng sẽ có ngày người yêu trở về. Mấy mùa quýt trôi qua, cuối cùng hạt đậu cũng đã ươm được cái mầm tí xíu.